Em lấy đi, để trong bùi. Cái này không cần đâu, kệ. Anh chặt cái này nhá. Anh chặt cái bé này. Cái này. Anh chặt cái đấy nhá. Anh chặt cẩn thận nha. To đẹp nè. Được rồi. Dìu em ơi. Anh ở nhà nhé. Anh đi đây.
rau à? Ừ. Thế xong chưa? Ừ. Còn cái này hả? Ừ. Xong à? Ừ. Nhà mình sắp hết củi rồi, đi lấy mấy bó củi nhà anh nhỉ? Ừ. Rau. Có mệt không? Ừ. Lấy mấy bó củi. Đóng cửa vào nhé. Ừ. Muốn đi nào. Anh ra chặt cành kia nhé. Em lên chặt cây này. Ờ. Ừ. Ờ. Kia kia. Ờ. Ừ.
đang uống. Này, em cắt cho. Em đi chợ mua được mấy cái bánh, mấy cặp bánh. Ngon.